đồ lừa dối. Sao em lại đánh anh? Còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Anh có lừa dối gì em đâu. Anh còn chối nữa. Thứ bảy tuần trước anh hứa với tôi rằng tuần này anh nên làm thợ chính, mà hôm nay thứ hai rồi tôi vẫn còn thấy anh đi sách vữa. Thế là sao? Em giải thích đi. Thì anh còn định giải thích cái gì nữa? Anh nghĩ tôi muốn nghe à? Tôi nghĩ là mình nên dừng lại đi. Tôi nghĩ là chúng ta không hợp nhau nữa đâu. Mình chia tay đi. Kìa, em. Anh buông tay tôi ra. Đừng. Mày nghĩ là mày đang nắm tay ai đấy? Chú. À? Sao chú lại đánh cháu ạ? Cháu yêu luyến thật lòng mà. Tuy là bây giờ cháu có thể nghèo, nhưng sau này cháu sẽ cố gắng để lo cho con gái chú cả đời. Này, trân trọng giới thiệu cho mày biết nhá. Đây là vợ chưa cưới của tao. Cái loại nghèo hèn ấy, khó rách áo ôm như mày ấy, đừng có tơ tưởng cô ấy nữa. Đây là người yêu em á? Em yêu người này. Anh nghĩ cái lão này có khi chỉ kém bố anh có 1-2 tuổi thôi. Cái gì? Ý của anh là anh ấy già, nhưng anh ấy trẻ như này cơ mà. Mà hơn nữa ấy, anh ấy thành công và nhiều tiền hơn anh. Không như anh, tôi nghĩ là cả đời này ấy, anh không lên được thợ chính đâu. Thôi, không phải nói nhiều với cái loại thằng này. Lo mà kiếm tiền ăn qua bữa đi. Anh đi em. Hai người. Chào anh. Bạn đi đâu này? Đi qua công trường. Lại giám sát công nhân à? Lâu lâu đi qua xem anh em làm việc nào. Uống nước đi. Thank you bạn. Thế đồ này làm việc nào? Ổn không? Bán thế nào rồi? Bán nước ở đây túc tắc thôi. Nghề tay trái kia mới là chính. À. Giờ này công ty anh sao rồi? Thì công ty tôi thì cũng ổn bình thường, nhưng mà mới mất vụ tuần trước, tiếc quá. Vụ gì vậy? Thì đồ Nam Chu mới đồ Nam Trung gì đấy, mới ông Kim Mùn Ỉn ông ấy chui sang đây. Thế là cấm cửa khẩu, không xuất được hàng bạn. Thì đấy, cái vụ Boca này, dùng từ lúc trước hai ông ấy lên đây ấy, đã lấy được hàng mới đâu. Thế là sao phiên đạn chưa? Em ơi, cho anh hỏi công ty De Mama đâu nhỉ? Trước mặt kìa. Để xe đây được không nhỉ? Tự nhiên đi anh ơi. Ê, nhìn thằng kia quen không em? Thôi anh đừng nhắc đến nữa. Hôm nay đi ký hợp đồng, có khi đen lây ấy. Đen gì đâu mà đen. Có khi nó lại may mắn đấy chứ. Đi xuống chào hỏi bạn ấy mấy câu. Chào thằng công nhân. Chào hai bố con. Bố mẹ mày. Mấy năm không gặp, khỏe lên đấy. Chắc là làm việc nặng nhọc, bốc vác các quen rồi. Vài năm rồi, vẫn chỉ là cái màu áo công nhân thôi. À, lại đúng hơn là thằng phụ hồ. Thế nào, đã lên được làm thằng thợ chính chưa? Hay vẫn chỉ là cục rác của xã hội? Không phải việc của hai người. Hôm nay hai người đến đây có việc gì đấy? Hôm nay, tao đến đây để ký hợp đồng với bên công ty kia. Đê ma ma. Mà ngỡ như mày, sao mà hiểu được? Hỏi đi chặt mà thăm. Luyến, anh không hiểu, sau gần ấy thời gian, em vẫn chung thủy được với lão già này sao? Già? Cái loại non nớt như anh ấy, thì làm sao mà hiểu được? Mặt anh thì có búng ra sữa, nhưng mà anh ấy búng chỗ nào cũng ra tiền cơ. Mày nghe thấy rồi đấy. Tao nói cho mày biết, có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Bình tĩnh đi anh, ngồi xuống uống miếng nước, từ từ nói chuyện. Nước á?
Tao không thèm nói chuyện với cái ngữ rác rưởi rẻ tiền như mày. Im đi để tao xử lý thằng này. Giàu ấy thì chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo thì muôn đời khổ như mày vậy. Nhìn cái màu áo này ấy, tao biết mày là quân của Đêm Ma Ma. Tao nói luôn, hôm nay tao làm việc với sếp tổng bên mày. Chỉ cần tao ho một tiếng thôi ấy, mày mất việc đấy. Khôn hồn thì quỳ xuống mà cầu xin tao đi. Tao còn suy nghĩ cho mày một con đường sống. Mà không, đừng có trách. Anh nói nãy giờ hơi bị quá đáng rồi đấy. Anh nên cẩn thận với lời nói của anh. Không ấy, thì anh sẽ phải hối hận đấy. Hối hận? Lời nói không thu lại được đâu. Tao cần phải thu à? Hối hận á? Tao sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này, chưa biết viết chữ hối hận. Đứng xe ra kia, để tao gọi sếp mày xuống. Chuẩn bị mất việc là vừa. Không cần gọi nữa, tôi đây rồi. À, chị Thừa, tôi đang định tìm gặp chị để bàn về cái hợp đồng giữa công ty hai chúng ta. Hợp đồng? Tôi e là hợp đồng này anh không ký nổi nữa rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Bên tôi đã vi phạm điều khoản nào? Không vi phạm gì hết. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì anh vừa xúc phạm người công nhân này. Cái gì? Vì một thằng công nhân quen như này mà chị dám hủy hợp đồng giữa công ty hai chúng ta á? Chị nên nhớ, hợp đồng đó rất giá trị cho cả hai bên. Dù nó có giá trị gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần đi chăng nữa, thì công ty chúng tôi cũng không thể ký hợp đồng với một người như anh được. Công ty chúng tôi không thể nào ký hợp đồng với một người khinh thường người khác như anh. Dù người ta có là công nhân đi chăng nữa, thì anh không có quyền xúc phạm họ. Huống hồ, đây còn là giám đốc của tôi nữa. Cái gì? Giám đốc á? Sao? Anh thấy tôi nói đúng chứ? Anh sẽ phải hối hận vì những lời anh nói ra. Lời nói không rút lại được mà. Còn ấy, chuyện hợp đồng, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Anh hiểu ý tôi chứ? Không có một hợp đồng nào ở đây hết. Đi thôi em. À, chú tặng anh một câu. Ở đời ấy, đừng bao giờ khinh thường người khác, dù họ có là công nhân. Anh nên giữ mồm giữ miệng. Không có ngày không còn gì để ăn nữa đâu. Vậy nhá. Mẹ, mẹ nó nữa. Không sao đâu anh, một cái hợp đồng thôi mà. Nhưng mà anh cay thằng chó đấy. Ai, quán này chỉ tiếp người thôi, không tiếp xúc động vật. Ô, thằng danh con này. Mày làm sao? Mày nghĩ ai dễ bắt nạt á? Nhìn lại kỹ mặt tao đi. Không biết mặt tao thì sống ở đất này không ổn đâu. Chó này, đánh đại ca tao. Chạy em, chạy. Mày nhớ mặt tao đấy. Tao săn băng ở đất này. Anh ạ, may mà có anh ra sớm. Có anh đây rồi, không ra. Công ty nó đánh chết em rồi. Hợp đồng á? Tôi e là hợp đồng này anh không ký được. Hợp đồng á? Tôi e là... Hợp đồng á? Tôi e là... Bên tôi đã vi phạm điều khoản nào? Không vi phạm điều khoản nào hết. Điều khoản hợp đồng nào? Không vi phạm. Vậy vì cái gì? Hello, xin chào tất cả mọi người. Bọn mình là Gãy Studio, đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bọn mình làm clip với mong muốn mang lại ý cuộc sống đến với tất cả mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ chúng mình bằng các ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.